Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên là một giải pháp để đổi mới phương thức lãnh đạo đã được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Thực hiện giải pháp đó, các tổ chức đảng ở cơ sở đã có những cách làm hiệu quả thiết thực. Sau đây là ghi nhận tại bản Xín Trải B, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Gia đình anh Pờ A Sò từng là một trong những hộ nghèo của bản Xín Trải B, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Nhờ được sự hướng dẫn giúp đỡ của trưởng bản Pờ Và Hừ, mà Pờ A Sò và gia đình đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Cho gia đình tôi là rất là khó khăn, là hộ nghèo năm 2017, Pờ Và Hừ Xín Trải B chị bà đã hướng dẫn cái chủng sơ vừa là thiết diện với lại thổ quả. Bây giờ thì kinh tế của nó cũng rất là tốt lên. 2020 tháng ngày rồi. Không chỉ riêng gia đình Pờ A Sò được các cán bộ, đảng viên, động viên hướng dẫn và hỗ trợ triển khai thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả và thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Nhiều hộ dân trong bản Xín Trải B cũng đã vươn lên thoát nghèo. Từ 2019 trở lên, số bà Xín Trải B kinh tế rất là ổn định. Sau lại người dân đã có một số trước hộ nghèo, bây giờ là thoát nghèo, vươn lên thoát nghèo hết rồi. Nhờ về chủ sơ với là chủ thổ quả thất diệt như chị Hoa, hạ thác kép của chợ bà Pờ Và Hừ. Pờ Và Hừ là một đảng viên trẻ, đồng thời là trưởng bản Xín Trải B. Chứng kiến bà con dân bản quanh năm đói nghèo, anh đã sớm nhận thức. Muốn thoát nghèo cho bà con, không còn cách nào khác. Phải đi học cách làm giàu để về truyền thụ, hướng dẫn lại cho bà con. Với quyết tâm biến nhận thức thành hành động, anh đã mày mò nghiên cứu, tìm hiểu, đi nhiều nơi, đến nhiều vùng để học cách làm giàu. Sau khi tự nghiên cứu và thành công bước đầu đối với cây sâm, loại cây hay được bà con gọi là cây tam thất, anh cùng các đảng viên trong chi bộ tuyên truyền vận động bà con tham gia để nhân rộng mô hình. Tôi họ hỏi rất là nhiều bên khoa học. Cây sơn giá trị nó cao lên thì bà con cũng ổn định và cộng sống. Tỷ lệ hộ nghèo thì năm 2017 thì chiếm 99%. Thời điểm này thì hộ nghèo thì chiếm 50%. Trước đây là bản Xín Trải B là một cái bản rất là khó khăn, nhưng sau khi được tiếp cận với các cái mô hình về phát triển kinh tế như là mô hình sâm trồng thảo quả với một số cái mô hình dữ liệu nữa thì bà cô cũng đến nay bà cô cũng được cái phát triển kinh tế được khá giả hơn và tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm dần theo cái từ năm. Nhờ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đã khẳng định và phát huy được vai trò lãnh đạo của chi bộ ở bản Xín Trải B trên đỉnh núi Pu Si Lung, giúp đồng bào La Hủ ở Pa Vệ Sủ đã yên tâm bám rừng, gắn bản, thúc đẩy phát triển kinh tế, cùng nhau đoàn kết và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.